Chào tất cả anh em thợ nha. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cái con nít này. Thì mình vừa tháo hết cả bên côn ra và tháo củ đề nhá. Thì cái con này đề thì có lúc nó vả rất to và nói chung là nó khó. Có đề thì mình cũng kiểm tra thì mình tháo ra. Thì cái thấy cái lao đề của nó này anh em này, nó dính này, nó không lẩy lại này. Đây mình chia sẻ anh em thợ mới nhá. Cái này thì nó quá đơn giản rồi, chia sẻ chủ yếu những em thợ mới thôi. Cái này là nó bị vấn đề là nó bị ở lò xo. Nó xo ở trong này anh em nhá. Nó xo trong này nó bị xoắn rồi. Nó bị vênh méo các thứ thì nó sẽ không được cái độ trơn, không độ lẩy như cái mới này. Cái lao đề này nó sẽ không có độ trơn. Và mình tháo ra thì nói chung là con này nó bị cả về Huy ơi, bị về cả cái vấn đề là đề cũng trượt và cũng khó đề lên, nó cũng vả tiếng và tiếng đầu đề thì rất là to. Thì cái vấn đề mà hôm trước mình chia sẻ là nó bị kêu ở cái bạc này thì không nói, nhưng có những em thợ mới sẽ không biết được là những cái rô to, những cái rô này, cái rô này nó cũng phát ra tiếng kêu nhá, kể cả cốc cũng vậy. Thì anh em mình cũng đang tháo đây. Mình tháo, mình thay một cái rô và một cái cốc tháo xe xịn cho vào, nó sẽ êm. Chứ các cái củ đề này trước thợ khách người ta cũng thay rồi. Rô này anh em nhìn này, rô đồng nhìn rất là kém nhá, đồng rất đỏ. Nó sẽ, cái đề nó sẽ yếu và tiếng nó rất là to, tiếng nó kêu. Còn đâu những cái tiếng mà kêu lai, kêu cái lai ở trong cái củ đề của những dòng xe zin thì nó sẽ có tiếng kêu rất là to, tiếng kêu bánh răng. Những dòng này thì đa phần là nó sẽ kêu ở cái rô to này nhá. Thì mình tiện thì mình đổi luôn cái cốc khác luôn. Chủ yếu con này là nó bị kêu rô, này là bị kêu rô đấy. Thì mình chia sẻ anh em thợ mới, chủ yếu là cái vấn đề là nó kêu không riêng gì kêu bạc và kêu lao đề, mà nó sẽ liên quan đến cả cái rô to và cái cốc đề này nó cũng kêu nhá. Thế là mình muốn chia sẻ anh em thợ mới vào nghề như vậy để anh em thợ có kinh nghiệm làm tốt hơn nhá. Rồi thì có ban bệnh mới mình sẽ cố gắng chia sẻ lên. Rồi, chào anh em nhá. Cảm ơn anh em nhá.